Hôm nay là một ngày thật là vui đối với chị Xuyến. Sau khi được một đại gia ở Sài Gòn tặng cho con gà thì tiếp tục được Mạnh Thường Quân tặng cho những phần quà như gạo, dầu ăn và đường, làm chị Xuyến xúc động không thể kìm được nước mắt. Nha, kiếp này mình được phước là nhờ chị em, anh cô bác rồi chị em thương yêu mình, cái đó là cái phước của mình. Thôi nói thôi, mình đừng khóc. Anh khóc quá trời ơi. Em mừng mà em muốn khóc luôn á. Rồi chào chị Xuyến nha. Chào em. Thì sớm giờ em đi mua đồ á cho chị đó. Thì hôm qua chị Thanh Nguyễn á cũng nhờ cho em là mua quà hôm qua đã rồi rồi ha. Mà hôm nay tiếp tục để mà nhờ em mua quần áo. Thì chị nói là mấy bé chị rồi chiến rồi chị có mua rồi. Đó thì cũng đầy đủ quần áo hết rồi, hay em mua gạo với đường, dầu ăn cho chị ha. Thì chị kiểm kê rồi ha, chút xíu nữa thì em sẽ cảm ơn chị sau. Chai dầu 5 lít có chưa chị? Dạ, chai dầu 5 lít có nè. Đã rồi ha, hoành tráng rồi ha. Dạ. Rồi cây đường. Dạ, cây đường có. Rồi bao gạo 50kg. Dạ, có. Đó thì cộng cái số tiền lại đó mọi người. Vừa bao gạo là 950.000 nè. Một cây đường là 250 nè. Dạ. Dầu ăn 5 lít 145.000. Dạ. 1.345.000. Dạ. Ha chị? Dạ. Là hôm nay là 1.345.000. Dạ. Chị cảm ơn chị Thanh Nguyễn đi. Dạ em cũng gửi lời đến chị Thanh Nguyễn nha. Hoàn cảnh gia đình của em thì cũng khó khăn mà chị thương bé Như, chị gửi cho bé Như, em là mẹ nó, em luôn đó. Dạ nhỏ thì em cũng cảm ơn chị nhiều, em chúc cho chị vạn sự như ý, tiền vàng vô cả ký, sức khỏe dồi dào. Dạ em cảm ơn. Vô 3 ký luôn chứ cả ký gì? Dạ. Em chúc cho chị Thanh Nguyễn vô 100 kg vàng luôn ha. Dạ, chị thương yêu được bảo mẹ như. Con em mà cảnh mẹ quá con coi khổ, ôm con nó bị bẩm sinh không có đi làm ăn được, quá khổ mà nhờ chị giúp đỡ cho em. Em rất là cảm ơn chị. Như với Quyền quá rồi chứ con. Hai đứa ra cảm ơn nè. Hai đứa ra đây cảm ơn Quyền Như. May mắn trong cuộc sống, trời Phật độ hộ trì cho chị sức khỏe dồi dào ha. Quyền. Nhiều điều may mắn trong cuộc sống dạ. Quyền gọi điện thoại cảm ơn con. Gọi điện thoại xuống ải cô cái gì bấm. Nè, đứng đây, 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 đây. Con cảm ơn đi, cảm ơn cô đi. Quay lại đây nè. Dạ. Rồi Như. Như nè. Như ả cái đây rồi chơi. Đây ả cái đây. Hả? Anh ba ạ thì chơi. Ừ. Thông cảm thôi, giờ nghe chị Thanh Nguyễn nhỏ này nó nói chuyện không được. Bỏ chừng mà nó ghiền điện thoại. Bây giờ là ví dụ là mấy đứa gì hoài cũng không tốt, chị cũng hạn chế, người ta cũng hay nói hoài đó ha. Chị cũng dạ. Nhắc nhở chị đó. Nói chung dạ. Chị Thanh Nguyễn cũng có ý tốt ha. Cũng dạ. Nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ vậy, như bé Như chị nuôi suốt đời rồi. Dạ. Chị phải dạy dỗ cho nó. Như bỏ chừng nó nên người ha, với bé nhà Quyền nữa nè. Dạ. Hạn chế điện thoại lại một chút ha. Dạ. Rồi gạo chị để đâu? Dạ có cái thùng nè, thùng này của hãng mình mua trả thùng này như 60 lít thì vậy. Trời ơi dữ quá. Dạ. Rồi. Dạ. Mua sẵn rồi. Sẵn mình mua để mình đựng gạo đi ha. Đựng gạo đựng nước gì cũng được, nhưng mà có thùng đựng nước rồi, cái này mình đựng gạo đi để chuột á. Dạ. Rồi đường để thì sao? Đường là đường có cái keo, có cái keo bự. Keo bự mình vô keo. Trời ơi dữ dằn ha. Rồi dạ. Gạo thì ấy đi thôi, chứ chuột không, em thấy nãy giờ để mà chuột chỉ lắm chuột luôn á, sàn nãy giờ chuột bò lên đó luôn. Tôi mà không cẩn thận chút xíu đồ ăn đủ đi chạy về mà lo ngồi nói chuyện mà không già mà hỏi tham tiêu hỏi tha thịt mới lớn vậy nè. Cắn nó nửa cục gạo vô cái thùng bển đi, quanh bển đi. Ra làm tiếp mẹ Như ơi. Mẹ Như ơi. Đó, Quyền với Như ra làm tiếp nè. Trời ơi. Đó, giữ chưa? Tại vì chỗ cái mấy ông tụt để nguyên bao cũng được ha. Để con nha. Hôm qua thì được chị Thanh Nguyễn này cho ngơi nào là miếng cháo rồi mì bánh. Sữa, bánh. Hôm nay là chị tiếp tục cho thêm là bao gạo với đường với dầu ăn để dành chiên xúc xích cho mấy đứa nhỏ ăn. Chị Hành Nguyễn, Hương, chị Xuyến cũng như là mấy đứa nhỏ nha cô chú anh chị.
chứ không phải là quay chi xuyến lên là nhiều người không thương nha. Có người đựng 50 kg được không ta? Được, đựng vô chừng có chuột nó bò vô nó ăn thôi. Tại sàn của chị là chuột ở dưới không à? Để cho mẹ làm đi con. Con nhỏ con không làm được đâu. Làm tiếp. Ngồi đi. Đó giỏi rồi. Giỏi quá, phụ mẹ quá giỏi rồi, để mẹ làm thôi. Còn Như không giỏi, không bằng quyền. Đó, đặt tới Như nha. Đó. Rồi con đi ấy xếp ra đi để mẹ ấy cho. Ba vô Như. Ba vô. Ừ. Mấy phe đi để mẹ làm đậu đậu đó. Đồ quá giỏi rồi. Dạ, 50 kg này mình ăn mấy tháng vậy chứ? 50 kg này chắc ăn được 2 tháng. Một ngày ăn 6-7 chén là sao được 2 tháng? Hả? Một ngày nấu cỡ 3 kg gạo mà sao nấu được 2 tháng? Cho ngày 1 kg đi. Ký 3 lon. Ký sao đủ? Đủ. Ngày 1 kg đi ha. 50 kg là được 50 ngày phải không? Ừ. Ờ, 50 kg được 50 ngày. 50 ngày rồi chưa tới 2 tháng nữa. Mở này từng tháng cử cái gì? Mở đừng mở ra nhớ. Mở ra nhớ đừng đây. Mở được rồi con. Đồ đừng có mở ra, để cho mẹ cắt. Ghế luôn rồi, ghế nhớ nó 2 keo chào bá lửa gì đó. Ghế hủ 2 keo bự lắm. Hủ ơi, mẹ mới nhận quà hủ ơi. Đây là cái thùng này 25 lít rồi chị ơi. 25 hả? Chị coi coi, cái đâu phải 50 đâu. Cái thùng mới nghe. Còn cái bao gạo thì 50 kg. Vậy thôi thằng lấy. Rồi vậy được rồi, như đó được rồi, mình ăn hết cái đó nữa, mình tiếp tục rồi mình đổ cho thêm. Rồi đây, em mở vô tủ đi, chị sợ chuột. Sợ chuột ha. Ừ. Gạo đó gạo gì chị biết không? Biết, sắp khô. Sắp khô ha, gạo dữ không ha. Sắp khô. Đây nè. Cái thùng này chừng 30 kg vậy. Gạo này nó ngon mà nó mắc tiền hơn mấy cái gạo thường. Gạo sắp nó kho con, rồi. Nó kho mà nó sắp con. Gạo này là 950 ngàn đó. Gạo giờ lên giá ha. Ừ. 950 ngàn. Đó. Ngon mấy đứa con phụ gì xíu nghe, coi chú anh chị nhìn thấy thương không? Đó. Bay vô liền ha. Đó. Như là nó giỏi lắm á, tại vì nó lo cái kia không à. Bỏ kia ra đi. Mẹ, lo quá. Cảm ơn chị Thanh Nguyễn thượng à, chị cũng giúp cho em quá, giúp em gửi lời chúc cho chị giá trời Phật ơn trên phù hộ độ cho chị gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Mấy người mà chị thương người giúp đỡ gì ông trời Phật không có bỏ chị đâu. Hôm qua là mua nhu yếu phẩm cho chị là cũng ngon rồi đó, gạo. Dạ, trời Phật không có sợ gì đó. Tốt bụng đâu. Thương em, một cảnh em mà chị giúp cho em là chị giúp đúng người rồi đó. Rồi lắc lắc cho nó dễ xuống đi chị. Chị giúp đúng người, đúng nơi, đúng chỗ rồi đó. Rồi cái này chút chị để đâu? Cái này hả? Chút xíu nó lấy cái ở trong cái này đựng luôn nè. Có trong tủ này có. Cái hồng cát hả? Ôi ơi, để trong cái kép sắt ha, giữ ha. Cái sắt của chị xíu nè. Không, cột dây ra đi. Lấy lắp lại đi con. Lấy lắp lại, đại lại. Mời cột dây lại đi. Ừ, cột dây ra đi. Cho nó gọn. Giờ cái nắp bên kia giờ này lại đi. Lấy nắp lại. Ừ, lát rồi khiên vô. Dạ. Quá trời quá. Dạ. Hôm nay là chị xuyến được 50 kg gạo, 1 chai dầu ăn khổng lồ với lại 1 kg đường của chú anh chị. Cây đường. 1 cây đường luôn chứ phải ký nữa. 1 cây nha. Đó. Đó, giữ cục luôn nha. Bảo ha chị xuyến. Dạ, cảm ơn hết sức. Ừ, mấy tháng nay cũng nhờ chị Thanh Nguyễn, rồi nhờ chị Âu Anh Trên bên nước ngoài, rồi chị Chi bên nước Mỹ cho biết ra nữa, em mừng hết sức rồi. Mừng hết sức, mừng rồi ha. Xong mấy tháng nay nhờ ba chị đó với chị kia ở Việt Nam, mình là 4 chị. Thì con nghĩ là cái số chị sung sướng không? Dạ, nghĩ là mình được quân phong à. Dạ. Số sung sướng nha. Số hưởng. Kiếp trước có tu. Kiếp trước mình cũng có giúp đỡ. Ừ. Mình cũng đi về cũng có làm hướng mình đất, mình cũng có bỏ theo. Thành ra kiếp này mình được phước là nhờ chị em ăn cô bác, rồi chị em thương yêu mình, cái đó là cái phước của mình. Thôi nói thôi mình đừng khóc. Khóc quá trời. Em mừng mà em muốn khóc luôn á. Trời ơi, khóc luôn hả chị Xuyến? Dạ.
chắc chị khóc chứ đẹp lắm ta ơi. Người tốt yêu thương mình đó anh. Thôi đừng khóc chị. Đâu phải mình muốn kiếm người tốt được mà dễ kiếm đâu có tiền lắm. Gương gương nước mắt này của tôi chị ơi. Dạ. Gương gương nước mắt này. Mình nào mà sống mà mình được anh với em cô bác thương mình là cái đó là cái quý giá nhất trong cuộc đời người á. Tôi khóc không thấy gương gương vậy? Dạ. Tôi khóc không? Mừng. Mừng dạ. Quá vậy mày. Dạ. Bây giờ là gạo có rồi nè, à, những cái gia vị cũng có rồi nè, giờ còn thiếu đồ ăn thôi. đồ ăn là mấy anh ở Sài Gòn nhiều nhiều đó, có 100, 200, 300, 300. Mấy anh nào ở Sài Gòn có gửi đồ ăn thì xíu thì cứ liên hệ nha. Cũng thông báo cho trên mạng được biết nha, là anh Tư sắp sửa bỏ người nữa. Trời ơi, gì thế hả? Thông báo rồi. Bỏ 3 ngày nay rồi đó. Không điện đồn, không nói chuyện, không qua lại gì hết. Vậy là không có thâm lập đó ha. Hết thâm lập nữa rồi. Bây giờ nảnh ai lấy tự do, không ai còn quản lý ai nữa rồi đó. Rồi, vậy là anh nào để ý gì xíu thì cứ nhào vô nha. Mạnh dạn vô nha. Mạnh dạn vô nha. Rồi. Tôi là bị bỏ hoài vậy đó. Dù là mình trung thủy cho người ta, mình không có lỗi làm gì mà bị hoài mấy năm nay, sống năm số năm sống hoài, sống cả năm hoài vậy đó. Dù mình không làm gì sai mà mình không làm gì bậy mà vậy hoài vậy đó. Cái cuộc tình chị Xuyến nó lên đền quá ha. Dạ lên đền là phải duyên phương số ai người đó đi, nó biết ngộ lắm. Ok, không có ông Tư thì cũng còn có Mạnh Thường Quân thương chị nha. Thương chị giúp chị đó. Dạ. Không có gì đâu. Cho em làm mẹ đơn thân đó. Anh chị em nào thấy xin khi gồm mông nha. Dạ. Đó, xin gồm mông đó. Gặp chị Xuyến giao lưu được không? Dạ. Hả? Không có gắng sự không? Giống như là có mấy bỏ mình thì không nói đây gì tới mình. Giống như bây giờ là chị nói là anh Tư anh bỏ chị phải không? À, giờ, 3 ngày bỏ 3 ngày. Giờ có anh nào muốn tìm hiểu chị có cho tới nhà không? Không thì thí dụ tìm hiểu thì điện cho mấy anh em lên mạng nói chuyện chơi vui thôi chứ không có gì. Rồi, vậy ha. Dạ. Vậy là mở lòng ha. Dạ. Rồi. Anh em vui giải trí mà. Còn nhà nào thì thấy được thì đám cưới tiến tới, còn được thì anh em có gì đâu mà được. Đúng rồi. Dạ. Quá vậy mà. Tại vì mình sống cảnh gì năm số năm nó cũng quen rồi. Hoài lúc này hoài. Hoài luôn hả? Hoài kéo luôn. Biết là quen rồi phải không? Cũng như ăn cơm mỗi ngày. Cũng trông chờ anh Tư mà anh Tư để cho chị Xuyến hụt hẳn hoài anh Tư ơi. Dạ. Anh Tư là bông hồng đẹp mà anh Tư anh bỏ không có chăm sóc gì anh Tư. Dạ. Anh Tư đang coi nha. Dạ. Trời ơi. Trời ơi bác ngày mà mình ở trong nhà gì không, không cứ nghĩ xấu, nghĩ bậy mình không, rồi vui đến buồn đến kiếm chuyện hoài, kiểu này có em chịu nổi cho ai đừng chịu nổi. Bởi vì chị Xuyến là khỏi cần chăm sóc gì hết á, tôi mỗi ngày khỏi cần tưới nha mọi người. Tưới rồi, tôi mỗi ngày luôn. Bởi vì ông Tư đâu cần chăm sóc đâu mà chị Xuyến cũng mỗi ngày đẹp nè, rực rỡ nè, vui vẻ mỗi ngày đó chứ. Không cần tốn kém gì không anh Tư. Này mà chú Tư mà không chấp nhận chị Xuyến mà chị Xuyến đi kiếm chú Năm Thường Quân nha. Không, hồi xưa mà bị đẹp mà bỏ làng mấy cái làng đó, nếu tôi có chuyện gì chắc tôi đi tu quá. Trời ơi, chắc lấy tôi mấy mốt có chuyện gì chắc tôi tu tại nhà quá. Trời ơi. Mấy mốt mà anh Tư bỏ tôi chắc tôi tu tại nhà quá. Được không chị Xuyến? Được nha. Dạ, coi cái lương làng nhà đẹp đó. Trời ơi. Mà đẹp bỏ làng cái làng đấy. Làm phúc luôn rồi. Có nước chắc tôi đi tu quá. Làng ơi sao làm phúc luôn rồi. Sẵn rồi. Làng ơi nha. Vô. Mấy giờ mà làng ơi đừng cắt dây chuông đó. Cái đó là nam. Đẹp em ơi. À, cái đó là đẹp thằng nữ kìa. Đẹp ơi mai lên trước thằng nữ rồi. Vậy là mình cũng tặng ca bài ca dòng cổ và tặng anh em khán giả ha. Rồi. À, ca vui chơi giải trí ngày khán giả chơi ca cũng không được hay mà cũng không thuộc nhiều. Đúng thuộc rồi. Nhiều mình ca nhiều. Đẹp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe lực cờ. Xin anh đừng quên bến đò sông nho nhỏ chúng quê xưa em giờ gió mong chờ. Xin người yêu đừng thương nhớ đợi chờ. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dùm cháu anh đi làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận gỡ gàng xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Hả em? Làng ơi dầu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ anh dân một lòng thương nhớ mảnh chân quê.
nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi, nhớ con nò nhỏ sớm chiều đưa khách, nhớ người yêu chúc ông cho em ăn học, nguyện cho một đời không giống phụ đổi ta. Chiều kia cũng như bao lần người lang ra sẵn đứng khóc cô đơn, gà chúng đại luôn đó. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thăm chùa, trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tàn, cớ sao ấy còn xuôi người yêu đi thăm nàng. Điệp nhìn đang không nói, nói lời chung đắng cay, ứa lời không ai. Quá dữ rồi. Vậy là hôm nay là chị Xiến tuyên bố nghe anh Tư bỏ chị Xiến nghe cô chú anh chị ơi. À, anh nào muốn tìm hiểu cứ nhào vô. Anh nào muốn tìm hiểu nhào vô chị Xiến nha. Xưa nhìn... thì đẹp bỏ lan thì chắc tôi đi tu, còn nhà Tư bỏ Xiến uống nước Xiến tu tại nhà. Chứ Xiến không vô chùa mà tiếng Xiến tu tại gia. Nó tươi như hoa khỏi đành cưới nha. Dạ. Nó dần đến với Xiến là vô đây ở luôn, có nhà sẵn nè. Dạ. Nó tivi tủ lạnh rồi có sẵn hết rồi. Dạ. Rồi tặng thêm hai bú bối nữa. Dạ. Đó. Tặng hai cục vàng nha. Tặng hai cục vàng nữa, quá êm rồi. Dạ. Bởi tôi là vậy yêu lầm ta. Ca thêm mày nữa được không? Được, được. Được, rồi. Ca cho mấy anh ơi, mấy anh nghe mấy anh khoái. Dạ, tặng giả thêm bài nữa ha. Dạ. Bởi tôi lỡ già hiểu lầm người ta, nên cuộc đời tôi dài dằng dối. Nay hiểu ra khổ cả một đời, nay hiểu ra chết cả cuộc đời. Đời người con gái lỡ yêu ai rồi. Được không anh? Được. Hay rồi. Vỗ tay. Bởi xưa trắng chiều nghe lời mẹ cha, tin lời người ta vì sao gian dối. Nay hiểu ra đã muộn màng rồi, nay hiểu ra chết cha cuộc đời, chết cả cuộc đời. Dạ, được không anh em? Được rồi, quá hay rồi. Rồi chị. Dạ. Rồi, bye bye các giả đi. Bye bye. Dạ.